Mở đầu phần tin sáng ngày hôm nay sẽ là thông tin mới nhất về cơn bão số 2 mà chúng tôi vừa cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Vào hồi 4 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về hướng Đông Đông Nam. Dự báo rạng sáng ngày kia, tức là ngày 19 tháng 7, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ của nước ta. Bão có thể giảm một cấp, tuy nhiên thì vẫn rất mạnh. Sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 tới 25 km. Đến 4 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 tới 166 km/h, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, biển động dữ dội. Thưa quý vị, như vậy là so với ngày hôm qua, dự báo về cơn bão số 2 không có nhiều thay đổi. Bão Ramason vẫn được nhận định là cơn bão mạnh và rất khó lường. Để có thể thống nhất về phương án di dân và cấm biển, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sẽ có cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành từ Quảng Ninh cho tới Quảng Bình vào 8 giờ sáng ngày hôm nay.